Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Sera Vlog. Hôm nay thì trong vườn nhà mình đang tu sửa, nâng cấp cái dàn lan, cho nên là hiện tại là máy móc sắt thép đang rất là ngổn ngang, bừa bộn. Tuy nhiên thì sau khi hoàn thành xong thì mình sẽ có một cái góc vườn lan bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn. Thì hôm nay thì tranh thủ buổi trưa, trời nắng đẹp và trong vườn có một vài giò hoa đang nở cực kỳ đẹp luôn, cho nên là mình sẽ quay một cái clip này để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa lan trong vườn. Như đã nói thì bắt đầu mùa hoa lan rừng Tây Nguyên nói riêng cũng như là cả nước nói chung, thì không thể bỏ lỡ những cái clip hoa lan đẹp thì mình quay lại để vừa để lưu giữ, vừa để chia sẻ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Giờ các bạn cùng xem cái giò trước mặt mình đây nha. Đây là cái giò hạt vĩ, mình trồng được một năm rồi. À, từ năm ngoái, năm nay các bạn thấy không, mình ghép là bằng một cái bụi hạt vĩ, mình ghép vào trong một cái gốc vú sữa, gốc vú sữa này là gốc nửa, một thân cây vú sữa chạy đôi ra nha các bạn. Tuy nhiên thì nó vẫn không đủ không gian để bám rễ các bạn, mà bắt đầu rễ nó phải rủ ra phía dưới đây. Đấy. Cái cây hạt vĩ này rất đặc biệt. Khi mà nó đang còn lá, hiện tại thì nó chỉ sót lại một vài lá thôi, thì lá rất là lớn, thì lúc đầu còn nhầm với cây giả hạt nữa các bạn. Giờ mình sẽ nâng cái vòi hoa này cho các bạn xem, hiện tại nó ra được 3 vòi hoa, nó rất là đẹp luôn. Để mình chụp cái hình đại diện clip. Cái vòi hoa này dài tới cả mét các bạn. Thì khi bông đang nở này thì cái mùi thơm rất là dễ chịu các bạn, hạt vĩ nó mùi rất là thơm. Các bạn quan sát mặt bông của nó, mặt bông của nó thì nhỏ, nó nhỏ hơn giả hạt rất là nhiều. Nó tầm tầm cái bông ý ngọc đó các bạn. Thì các bạn thấy nó có một cái màu hồng lơ lơ. Hồng lơ lơ, cái lưỡi của nó thì có những cái tua rua râu. Ba cái cánh nhỏ thì màu đậm hơn so với hai cái cánh lớn. Trong cái họng của nó thì có những cái tia màu tím đậm. Một cái chuỗi bông nở như thế này thì tỏa ra cái mùi thơm dịu dịu, rất là dễ chịu, không hắc. Khi bông đang nở thì các bạn có thể thấy trong gốc của nó thì có bung ra hai cái chồi đây rồi. Thì nó sẽ kế cận. Khi mà các cái bông hoa này tàn thì các cái chuỗi bông này tàn thì sẽ có một cái lớp chồi mới kế cận phục vụ cho cái mùa hoa của năm sau. Để mình cho các bạn xem. Mọi người xem clip nếu thấy hay thì vui lòng subscribe, đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhớ cho mình một like hoặc là share. Và các bạn có thể bình luận để chia sẻ cảm nghĩ của mình về các cái mặt hoa, các cái giò hoa trong phần bình luận ở dưới clip nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Nhớ nhấn nút subscribe và nhớ nút chuông bên cạnh để theo dõi các clip mới nhất của kênh mình nhé các bạn. Rồi, chào tất cả mọi người.